Hello, xin chào tất cả anh chị em, lại là mình đây. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube Nữ Hoàng Sóc Đĩa của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một số mẹo trong cách bắt cầu sóc đĩa online. Và thật ra thì cái công thức và cái phương pháp nào cũng thế, nó chỉ mang cái tính tương đối thôi. Còn hầu như đa số là dựa vào cái kinh nghiệm chơi. Mình thì mình không dám nói chắc chắn là tất cả các cái phương pháp của mình là chắc thắng 100%, nhưng mà mình đảm bảo với tất cả mọi người là nếu mà có cái phương pháp cộng với một chút cái kinh nghiệm đã từng chơi qua thì mình đảm bảo với mọi người là cái tỷ lệ chiến thắng của mọi người sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái người mà chơi theo cái cảm tính ở cái bộ môn này nhá. Và hôm nay cái số điểm mà mình mang vào đang là 21.27m nhá. Và bảng cầu ngày hôm nay thì đang nghiêng về bên lẻ nhiều hơn này. Lẻ ra 22 ván, chẵn ra 18 ván này. Để xem cái ván này nó ra gì nhá. Ok, ở cái ván này đã về lẻ 3 trắng này. Về lẻ 3 trắng ở cái ván này thì nó sẽ biến đổi về cầu 1-3 đúng chưa? Biến đổi về cầu 1-3 ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 là 8, 8 chẵn thì mình lại vào lẻ này. Và lẻ ở đây là mình sẽ dò thử xem là nó có ra cái cầu bệt không nhá. Ok, húp ván đầu tiên nhá, nhưng mà tiếc quá ở đây không húp được vị ba đỏ vì nó lại về ba trắng rồi mọi người ạ. Nhưng mà không sao, mình vẫn thành công ở cái ván đầu tiên này nhá. Ok, ở đây bảng cầu thì lại đang nghiêng về bên lẻ này. Và ván trước nó cũng ra 5 ván rồi mới gãy này, mọi người có nhìn thấy lịch sự trước không? Ok, ở cái ván này thì mình sẽ tiếp tục bắt vào cái cầu này nhá, nhưng mà ván này mình sẽ vào 3m thôi này. Và tiếp tục lót 3 trắng 500k cái ván này nhá. Ô, không kịp thời gian rồi. Ok, mình vẫn tiếp tục giành chiến thắng nhá. May quá không kịp thời gian nữa, cái ván này nó lại về 3 đỏ lên mình đỡ mất 500k. Ok, ở đây ra đến 5 ván rồi đúng không? Và cái lịch sử trước nó cũng chỉ ra đến 5 ván thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu bẻ từ cái tay này nhá. Bẻ 4m cái ván đầu tiên này, bắt đầu bẻ cầu này. Để xem có thành công ngay từ cái ván đầu này không nhá. Ok, ở cái ván này thì nó vẫn tiếp tục đang theo cầu không sao. Vì mình đã xác định bẻ cầu thì ít nhất cũng phải bẻ, nếu mà ván thứ nhất không ra ít nhất mọi người cũng bẻ trong 3 ván cho mình nhá. Tiếp tục. Đã chót thì lại phải chét tiếp tục. 5m hơn ván trước 1m cho mình nhá. Xác định bẻ là phải có lãi đúng không? Ván trước 4 thì ván này phải cho lên 5. Ok, thành công của cái ván này nhá mọi người. Lãi chưa? Đã lãi rồi nhá. Bù ván trước ván này vẫn lãi được 1m này. Đấy được gọi là một cái sự tính toán rồi. Đúng chưa ạ? Mọi người chơi như nào và vào vốn như nào phải có một cái sự tính toán nhất định. Tổng 31, 12, 3, 4, 4 cộng 2 là 6, 6. Chẵn thì mình vào lẻ này. Ok, hút cả bên cửa chính lẫn vị luôn này. Uy tín chưa ạ? Tại vì cái tổng trước của nó đã về tổng 2 rồi. Ok, đến cái tổng này lại về tổng 3 này. Tổng 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 6, 6, chẵn lại tiếp tục vào lẻ này. Tiếp tục vào lẻ. Ủa, ok, vẫn thành công. Ui dồi ôi, nhưng mà tiếc quá lại vẫn lệch vị mọi người ạ. Nó vẫn về ba đỏ. Nhưng mà không sao, mục tiêu chính của mình là mình vào vốn ở hai cái cửa chính mà. Tiếp tục tổng 1-3, 1-4, 5-6, 6 và tiếp tục vẫn vào bên lẻ nhá. Ui, ok, mình vẫn tiếp tục thành công nhá. Tổng 3, tiếp tục vẫn là tổng 3, 4, 5, 6, 7, 7 à, 7 lẻ lẻ thì lại vào chẵn này, lẻ vào chẵn này, vì tổng lẻ nên mình lại không lót tướng nhá. Ok, thành công cái ván này nhá, vì tổng lẻ nên mình lại không lót tướng, chuẩn luôn đúng chưa ạ? Tiếp tục này. 31 312 này. 3 này.
4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 7 7 à. Vào chẵn. Ôi không kịp thời gian. Ok, vẫn hút vào được 1m. Nhìn lâu quá nên đâm ra vào được có 1m thôi, tiếc quá. Đáng ra là nếu mà không thời gian nó không nhanh như vậy là mình phải vào 5m cái ván này rồi đấy. Bây giờ là tổng 22 này. 3 4 5 6 6 chẵn, chẵn thì mình sẽ vào lẻ nhá. Chẵn thì mình sẽ vào lẻ đây. Ván này mình sẽ bích. Ui giời ơi. Được cái tay kết thì lại đứt mọi người ạ. Ván này nó đi theo 1-3 rồi. 1-3 thì lại hay về 1-1 đây này. 1-3. Tiếp tục. Mình vẫn bích ở cái ván cuối này. Chốt hạ cái ván này nhá. Bích ở cái ván này. 10m. Và lót 3 trắng 500k ở cái ván cuối này nhá. 1-3 hay về 1-1 xem có đúng không ạ. Ok, nhưng mà tiếc quá không hút được vị ở đây, nó lại về 3 đỏ chứ. Ok, ở cái video hôm nay thì mình sẽ chốt lại 48.54m nhá. Và mọi người có thể thấy ở đây ấy thì cũng là vẫn là cái phương pháp tính cộng điểm và một số cái kinh nghiệm từng chơi qua ở trong cái bộ môn này. Và ở cái video ngày hôm nay thì mình vẫn tiếp tục chốt lại thành công với 48.54m đúng không ạ? Và mọi người có thể thấy là khi mà mình đã có kinh nghiệm ấy và cộng với một cái phương pháp phù hợp với cái bảng cầu ấy thì mọi người có thể thấy rằng là mọi người luôn luôn có thể là giành chiến thắng nhá. Mặc dù là ở trong cái video ngày hôm nay thì mình có thua, mọi người có thể thấy là mình có thua 2-3 ván đúng không ạ? Nhưng mà tổng kết lại trong cả một cái quá trình chơi ở đây thì mình vẫn chốt lại thành công. Thì đó cũng đã gọi được là một cái phương pháp gọi là ok rồi đúng không ạ? Chứ mọi người đừng thấy mà thua có 2-3 ván là đã vội kết luận là cái phương pháp đó nó không hiệu quả nhé mọi người nhé. Và mọi người xem video thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt like cộng một lượt đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo với những cái mẹo chơi và những cái phương pháp hay hơn ở trong cái trò chơi sóc đĩa này nhé. Mọi người cùng đón đợi ở cái video sau của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.